Chào khán giả, chúc khán giả mình nhiều niềm vui. Em đang ở trên bờ kè của dàm Kỳ Hôn. Ở đây nước đang chuẩn bị lớn, bắt đầu xà lan bắt đầu chạy. Quay khán giả mình xem là trời mưa nữa. Đi quay nhìn gặp trời mưa nha, nãy giờ em đi trúng mưa. Giờ ra thấy xà lan chạy đến, ngay đây là một chiếc xà lan hầm. Đến từ Sài Gòn. Cái mé đây nè, mê nè, trước đây ngay đây chứ không ngoài cái gì chí trung tâm dàm Kỳ Hôn. Ở đây ghê này, chảy quá nhiều luôn. Giờ này hôm nay sao xà lan chảy ít hơn mọi hôm, chứ từ từ giờ nước lớn này là xà lan chảy rất là nhiều luôn á. Nguyên một chiếc xà lan cát chở có mấy cái anh công nhân ở trên đó phả cát cho nó bằng đằng gió không bay, chứ nếu mà nó dung mô lên á cho gió nó bay cát hết, nên người ta sẽ phả bằng xuống. Có hai anh theo xuồng cuộn xà lan đó, anh phả cát bằng xuống mà nghiến luôn, đẹp như trên bờ. Cái màu trời á, nó tối mây đen nhiều nên bị díu, nó không có sáng lắm, không đẹp lắm ạ. Dạ mình thấy anh thấy cái màu là chuyển mưa nha, ở trên là mây đen nè, đó, mây đen nên chuyển mưa, nhìn xuống nó mịt mù, nhìn cái màu nó tối. Lần trước em đi thì ngay đó thì trời nắng thì nhìn cái màu nó rất là đẹp. Xà lan nhìn nó cũng đẹp, thấy xa hơn rồi thấy xa mặt nước cũng đẹp nè. Bây giờ mây ở trên á, mây tối cái dạ xuống mặt nước cũng màu đen luôn. Nhìn tối thui luôn. Cái chiếc xà lan nó không chở hàng hóa, xanh đen, xanh của lá cây luôn, cái chạy với cái hàng cây cái nó tiệp vô luôn, nhìn thấy nó tiệp vô tối thui luôn. Bắt đầu xà lan bây giờ chạy rồi, nước đầy xà lan bắt đầu chạy rồi, nhưng hôm nay cái lượng xà lan ít hơn mọi khi, không chạy nhiều. Nước lớn nhưng mà lục bình cũng rất là ít, sông sạch không có lục bình gì luôn. Ở phía xa xa thì mình thấy có lục bình thôi. Xà lan để cẩm lé đé chỉ có hồng lái, hồng mũi với bè gió thôi, trở cát quá cẩm luôn. Ôi, chiếc xà lan chạy cẩm cái tốc độ rất là mạnh, cái chiếc máy nghe ầm ầm luôn. Bắt đầu giờ này xà lan bắt đầu chạy rồi,
gió đứng này gió rất là nhiều gió luôn không vậy, mình gió lạnh luôn á, đứng đây mà thấy mình ngồi vậy mình có bữa em lên đây em đứng ngồi là bắt đầu là xuống gió vậy mình lạnh lạnh kinh khủng, gió mà nó rất là mát nha, ở dưới sông nó hát nước lên ở trên gió nữa quá trời trời ầm ầm luôn à. Em trước đây em cũng từng sống ở dưới ghe, một cái ghe trọng tải là 9 tấn, thì em xuống em đi bẻ dừa khô đó, thì cũng đi qua cái con sông này với đi ngang dầm cái con này là như mỗi ngày chạy đi chạy về suốt luôn á, chạy tới chạy lui đi bẻ dừa các tỉnh các cái huyện lân cận của Tiền Giang, giống như huyện Châu Thành này, ở trên Cai Lậy, Chợ Bưng, Mỹ Tho, Long Định, em đi những cái khu vực đó bẻ mình gom xuống ghe xong mình bán bánh tre. Cách nay em đi cách nay cũng khoảng hơn 10 năm về trước đây. Quá là chiếc xà lan của anh dài là chở cẩm à. Còn nhìn lé 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 nhìn còn có một chiếc nữa là nước tràn vào luôn, còn cái hầm mũi cái hầm lái luôn. Mày đang đến nữa rồi, không biết có mưa nó không. Bình nó thôi nó tấp vào trong máy xanh sáu quả xanh luôn, đó là những cái cục trái nổi có cái đèn báo gặp lên là báo hiệu là trong cái cục đó là sẽ cạn một nước cạn cho xà lan ghe tàu chạy ngoài cục đó nhiều, mà nhiều khi xà lan ghe tàu đụng vô trong cục nó chạy về hướng Mỹ Tho đó. Mỹ Tho ở đây nhìn thấy khán giả mình ơi, em nhìn thấy nè, nhìn thấy nhà cháu chân cầu Rạch Miễu và thấy Mỹ Tho, thấy một cái lầu cao tầng luôn đó, là cái nơi cái chung cư, cái biệt thự, cái chung cư gì ngay đó rất là cao luôn. Cầu Rạch Miễu hai cái nhịp xa xa ha, chúng ta thấy hai cái nhịp nhỏ xa xa. Nước nó vỗ vào lục bình, tấp vào mé vào. Nên những chiếc xà lan đang đến nữa nè.